Chào anh chị, mặt bằng này nằm tại số 7 đường Hoàng Hoa Thám, chị Cân Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mặt bằng này nằm cách điểm quy hoạch BGG TI6 khoảng 50m. Bên trên đây là điểm quy hoạch BGG TI6. Trước cửa mặt bằng, xung quanh mặt bằng là chợ dân sinh, bán hoa quả, đồ ăn. Đây. Xung quanh là các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.